Cận cảnh khu tiếp nhận chuyến bay về từ Hàn Quốc tại sân bay Cần Thơ, sân bay Cần Thơ đã sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay về từ Hàn Quốc, phóng viên có mặt, tại sân bay ghi nhận khâu chuẩn bị nhân lực vật lực để đón chuyến bay đặc biệt này. Chiều 27 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, đã họp khẩn về công tác chuẩn bị tiếp đón hai chuyến bay từ Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, vào sáng thứ 6 28 phần 2, và thứ 7 29 phần 2. Báo cáo công tác kiểm dịch y tế quốc tế. Sở Y tế Cần Thơ cho biết, công tác giám sát y tế tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan đều được giám sát thân nhiệt. Hiện nay, tất cả hành khách nhập cảnh đều khai báo y tế để kiểm soát tình trạng sức khỏe. Hiện ngành y tế đang tăng cường giám sát y tế đối với các trường hợp đến từ Hàn Quốc. Đã tổ chức khai báo y tế cho 100% khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc. Sau cuộc họp, ban chỉ đạo phòng Chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra công tác phòng. Chống dịch Covid-19 tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Dẫn đoàn là ông Cao Minh Chu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cùng đại diện các sở ban ngành có liên quan. Theo đó, Cần Thơ sẽ tiếp nhận hai chuyến bay đến từ Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 2 và 29 phần 2 có khoảng 170 đến 180 hành khách trên mỗi chuyến bay. Sở Y tế Cần Thơ sẽ tiến hành khai báo y tế và đo thân nhiệt tất cả hành khách trên hai chuyến bay đến từ hàn quốc bên cạnh đó để tránh tình trạng kê khai không trung thực sở y tế đã phối hợp liên ngành công an thành phố cần thơ triển khai nghiệp vụ kê khai và khai báo y tế xác minh đối tượng đã từng qua vùng dịch để tiến hành theo dõi và cách ly tập trung tại trường quân sự thành phố cần thơ để đảm bảo an toàn và an ninh trong công tác phòng chống dịch tại sân bay cảng hàng không quốc tế cần thơ thiết kế khu vực và lối đi riêng cho hành khách đến từ hai chuyến bay trên. Bên cạnh đó, tiến hành phun xịt khử trùng phòng dịch trước vào sau khi tiếp nhận hành khách. Đối với những hành khách đã từng di chuyển qua vùng dịch thành phố Degu và tỉnh Bắc Giang sang sẽ được tiến hành theo dõi và cách ly tập trung 14 ngày tại trường quân sự thành phố Cần Thơ, riêng những trường hợp có triệu chứng ho, sốt thì sẽ được cách ly y tế tại bệnh viện lao phổi thành phố Cần Thơ. Trường quân sự thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác chuẩn bị tiếp đón công dân đã từng di chuyển qua vùng dịch sau khi hành khách kiểm tra và khai báo y tế. Trường sẽ hỗ trợ vận chuyển hành khách tiến hành theo dõi cách ly tập trung 14 ngày. Một số hình ảnh sân bay cần thơ chuẩn bị tiếp nhận chuyến bay về từ Hàn Quốc. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.